Án Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 35. Bao Trung, Hàn Tín gặp Đằng Công. Hàn Tín từ biệt Tráng Sĩ, thúc ngựa vào thành Nam Trịnh, thấy phong tục khác hẳn chỗ mình từng ở. Người già thì an nhàn, người trẻ thì lo việc, hành nhân nhường lối, trên đường không ai nhặt của rơi. Nhà nhà vui vẻ, trốn trốn xanh ca, ruộng đồng thẳng cánh, dâu gai rườm rà, trong lòng lấy làm mừng lắm. Vào trong thành rồi, thấy phố phường chợ búa, văn vật y quan, phong cảnh khác hẳn. Thành dài rộng 200 dặm, nhìn ngút đồng bằng rộng rãi, không hề có một thước núi non gì. Hàn Tín bèn tìm một quán trọ nghỉ ngơi, sửa soạn hành lý đâu đó, rồi nhờ nhà trọ trông nom hộ cho cẩn thận. Chủ quán nói, quan nhân cứ an lòng, quán tôi không giống như những nơi khác đâu, dẫu ông có đánh rơi thứ gì trên đường cũng không có ai nhặt, huống hồ lại là hành lý để trong quán thế này, há có thể mất được sao. Hàn Tín đi ra khỏi quán trọ, chậm rãi ngắm nghía khắp đất Hán Trung. Nam có kiếm môn hiểm yếu, đông có sạn đạo ngăn trở, phía trước khống chế sáu lộ, phía sau chiếm cứ sông lớn, là nơi yết hầu của Kinh Tương, thực chỗ trọng yếu của Tần Lũng. Dân an vật phụ, đất tốt gió hòa, người trong nước thường nói rằng xuân có bích đào hồng hạnh, hạ có sen ấu liệu quỷ, dậu đông cũng nở như vàng, núi Nam mai đơm tuyết tựa, rượu ngọt cá ngon, cam thơm lúa sẵn, có cửa thạch đỉnh, có suối bộc bố, có xóm bản vân, có lầu thiên hán, có nhà khuê thạch, có đình tứ chiếu, có núi Nga Mi, núi Thanh Thành, núi Cẩm Bình, núi Vu Sơn, có thắng cảnh Xích Giáp, Bạch Diêm, chẳng thể xem hết được. Hàn Tín lại rảo bước đến trước một nơi nha môn, thấy có biển đề là Chiêu Hiển Quán. Hai bên đều có bảng văn, viết rõ 13 công việc, hiểu dụ cho quan dân đều được biết. Một là, ai hiểu biết binh pháp, thông tỏ thao lược, có thể làm nguyên nhung. Hai là, ai kiêu dũng hơn người, chém tướng nhổ cờ, có thể làm tiên phong. Ba là, ai võ nghệ xuất chúng, có tài cưỡi ngựa đánh xe, có thể làm tán kỵ. Bốn là, ai am hiểu thiên văn, giỏi xem thời tiết, có thể làm tán họa. Năm là, ai biết rõ địa lý, tinh thông nơi hiểm dễ, có thể làm hướng đạo. Sáu là, ai tâm thuật công bằng, là người chính trực, có thể nắm việc ghi chép. Bảy là, ai cơ biến tinh minh, giỏi lo liệu công việc, có thể cùng bàn việc quân. Tám là, ai nói năng hoạt bát, đủ thuyết phục được người khác, có thể làm thuyết khách. Chín là, ai tinh thông toán pháp, không sai sót mảy may, có thể nắm thư ký. Mười là, ai đọc nhiều thi thư, đủ để hỏi han, có thể làm bác sĩ. Mười một là, ai hiểu biết y học, thần linh công hiệu, có thể làm quốc thủ. Mười hai là, ai giỏi cưỡi ngựa, thám thính cơ mật, có thể làm gián điệp. Mười ba là những người nắm giữ tiền lương, xuất nhập rành mạch, đủ để có thể coi giữ quân lương. Chú thích: làm tán họa, nghĩa là phụ giúp bảy mưu tính kế. Làm quốc thủ, tức người có tài năng đứng hàng đầu trong nước về lĩnh vực kỹ nghệ nào đó. Đọc tiếp: phàm người nào có thể thông hiểu một trong 13 việc trên, lập tức vào Chiêu Hiển Quán báo danh, đợi để được kiểm tra, nếu quả thật xứng như vậy, sẽ được tấu thỉnh trọng dụng. Tiến cử người hiền bất luận ở đâu, chẳng nệ quý tiện, chỉ cần tận tâm với việc vua, một lòng ra sức báo đáp, gắng lập công trạng, sẽ được đề bạt vượt bậc, phong hầu bái tướng, thảy ở một phen này, nay kính cáo thị cho biết. Hàn Tín xem xong bảng văn, bèn hỏi người dân ở đấy rằng, ai là người nắm giữ việc chiêu hiền này? Người dân nói, người giữ việc chiêu hiền này là Đằng Công Hạ Hầu Anh, ông ấy được Hán Vương phong cho làm Nhữ Âm Hầu, là người rất chuộng hiền đãi sĩ, không câu nệ tiểu tiết. Tín mừng lắm, thầm nghĩ, nếu ta đến tướng phủ gặp Tiêu Hà, đem lá thư của Trương Lương trình lên, thì họ sẽ dựa vào sự tiến cử của Trương Lương, chứ chẳng thấy được hoài bão trong lòng ta. Vậy ta hãy tạm giấu bức thư đi đã, trước hết vào gặp Đằng Công, rồi sau sẽ gặp Tiêu Hà
đem hết sở học thường ngày của ta mà thể hiện cho người thấy, khiến người ta biết rõ tài mình, chứ bất tất phải tâu lên Hán Vương. Sau đó ta mới trình bức thư này lên, để người ta biết rằng ta chẳng phải chỉ là chăm chăm nhờ người mà thành sự vậy. Cổ nhân từng nói, khó tiến dễ lui, nếu tiến mà dễ dàng, thì dôn chẳng được dùng vào việc lớn, tất là nên ban đầu thật khó, để kẻ sau không dám coi thường mình. Rồi bèn biết rõ họ tên quê quán mà đến gặp Đằng Công. Đằng Công trông Hàn Tín dáng vẻ không phải như người thường, thầm nghĩ. Người này ta đã từng được nghe tên, vốn là bề tôi của sở, làm sao lại không quản ngàn dặm tới đây, tất là có duyên cớ. Rồi bèn hỏi, hiền sĩ từ đâu lại đây, đã từng làm quan chưa? Tín nói, tôi vốn là bề tôi nước sở vậy, song Hạng Vương không biết dùng, nên bỏ chỗ tối đến chỗ sáng, từ Hàm Dương tới đây. Đằng Công nói, sàn đào đã bị thiêu rụi, đường núi rất hiểm trở, khó khăn, hiền sĩ làm sao mà đi tới đây được? Tín nói, chí mong báo đáp thì đâu quản đường xa, bám dây vin cành, trèo đèo lội suối mà đến, đã có nơi trông mong nên quên cả vất vả. Đằng Công nói, thực có tráng trí, vậy hiền sĩ từng xem bảng văn rồi, thấy mình thông thạo môn gì, xin nói cho một câu để được rõ tâm sự. Tín nói, 13 môn ấy tôi đều biết cả, nhưng lại có một môn ngoài số đó còn chưa thấy nêu. Đằng Công nói, có môn gì mà chưa từng nêu qua ở đó? Tín nói, là môn tài kiêm văn võ, học suốt trời người, ra tướng võ vào tướng văn, ngồi trấn trung nguyên, giữ an hòa hạ, bách chiến bách thắng, lấy thiên hạ dễ như trở bàn tay, đáng làm nguyên soái phá sở. Đó chính là môn trong đó còn thiếu vậy. Nếu như ngài muốn hỏi, Tín xin lấy cái đó mà nói để Minh Công hay. Đó chính là việc Tín giỏi làm vậy. Còn như 13 việc kia, chẳng qua chỉ là một chút tài năng, chẳng đủ để thấy hết những điều mà Tín biết vậy. Đằng Công nghe xong giật mình, vội vàng xuống thềm đưa tay dắt Hàn Tín lên sảnh, cúi đầu vái chào nói, vốn đã nghe danh hiển sĩ mà chưa từng được thấy mặt, nay may mắn ngàn dặm tới đây, thực chẳng phải chỉ là cái may của một mình tôi, mà thực là may mắn cho cả thiên hạ xã tắc vậy. Xin chớ giấu ý ngọc lời châu, mà nói cho nghe kế sách. Tín nói, những kẻ làm tướng ở đời, chỉ biết binh pháp mà không giỏi dùng, thì dẫu thuộc lòng Tôn Ngô, ngày nói thao lược, cũng chẳng có gì đáng kể vậy, mà tất phải là hiểu binh pháp mà giỏi dùng, thì sau đó mới có thể làm lương tướng được. Xưa, nước Tấm có bài thuốc chống nẻ tay, giữa tiết đông đại hàn mà tay không cóng nẻ. Có một nhà nọ, mấy đời ở bên sông, sống bằng nghề giặt vải, dù ngày đông tháng giá, tay cũng không hề cóng nẻ, nhờ thế mà làm ăn thịnh vượng, nhưng không truyền bí quyết cho người ngoài. Gặp khi có hai vị khách đi qua, xin đưa 100 lạng bạc mà mua lấy bí phương ấy. Người nhà bàn bạc với nhau rằng, chọn ngày giặt rũ, chẳng qua cũng chỉ đủ được ăn no mặc ấm, chứ làm sao tích lũy được nhiều bạc mà nuôi gia đình như thế, chi bằng đem bí quyết ấy truyền cho hai vị khách biết. Sau hai người khách mua được bí quyết ấy rồi, đến nước Ngô, gặp đúng khi Việt Vương đem quân đánh Ngô, thời tiết lạnh giá, quân Ngô bị rét không thể cử binh được. Hai người khách ấy bèn hiến kế, dùng thuốc nẻ cho quân sĩ bôi tay chân. Quân Ngô liền không sợ cóng giá nữa, đánh một trận thắng quân Việt mà thành đại công. Ngô Vương mừng lắm, trao thưởng cho hai người khách. Đều chỉ là một bài thuốc chống nẻ, mà người nước Tống chỉ dùng vào việc giặt vải, còn hai người khách đem dùng thì đủ để phá giặc vậy. Tức cũng là cái đạo làm tướng, chẳng những phải đọc binh thư mà còn phải giỏi dùng binh pháp vậy. Đằng Công nói, hiền sĩ có đại tài như vậy mà ở sở lại không được dùng vào việc lớn là cớ làm sao? Tiến nói, xưa Bách Lý Hề ở nước Ngu không được dùng cho nên nước Ngu mất, ở nước Tần được dùng nên nước Tần thành bá nghiệp. Bậc hiền giả chưa từng vô ích với nước bao giờ, chỉ là ở chỗ ông vua nước ấy dùng hay không dùng mà thôi. Tín khi ở sở đã nhiều lần dâng lời, nhưng sở rốt không thể dùng. Sau Phạm Tăng lại mấy phen tiến cử mà Hạng Vương vẫn cố chấp không dùng.
tôi biết rằng Hạng Vương rốt cuộc sẽ chẳng thể dùng mình, cho nên mới bỏ Sở theo Hán mà mong ra sức vậy. Đảng Công nói, hiền sĩ ở Sở không được dùng, cho nên không bộc lộ được tài năng. Nếu nay được Hán Vương dùng, thì hiền sĩ có sách lược gì chăng? Tín nói, nếu Hán Vương dùng tôi ắt sẽ thống lĩnh quân đội trong nước, tuyên xướng danh nghĩa cử binh, tiến sang phía đông phạt Sở. Trước hết lấy Tam Tần, thứ đến thu 6 nước, khiến cho Hạng Vương bị mất hết vây cánh, Phạm Tăng phải thúc thổ vô sách. Chỉ mấy tháng là lấy lại được Hàm Dương dễ như trở bàn tay vậy. Chỉ e rằng Minh Công không thể tiến cử, mà Hán Vương cũng chẳng thể dùng thôi. Đảng Công nói, hiền sĩ nói lời đại ngôn, chỉ e không có thực học. Hạng Vương chỉ cần một tiếng hét cũng khiến muôn người bạt vía. Chỉ trong 3 năm tung hoành thiên hạ, các bậc vũ dũng tự cổ xưa tới nay chưa có ai sánh được bằng Hạng Vương. Thế mà hiền sĩ lại nói dễ dàng như vậy, chẳng cũng khoa trương lắm sao? Tín nói, không phải thế, tôi mạo hiểm tới đây, lặn lội ngàn dặm. Nếu không có kiến thức thực sự mà chỉ phí miệng lưỡi, đem lời khoác lác mà lừa người, thì ấy là cuồng vọng mà phải tội vậy. Với con mắt người Hán mà nhìn, thì Hạng Vương thật đáng gờm. Nhưng tôi thì thấy, chẳng bằng một đứa trẻ con vậy, sao có thể nói là vũ dũng quán cổ kim được? Đăng Công nói, hiền sĩ có thể nói như thế, hẳn đã từng đọc qua các sách thao lược rồi. Tín nói, muốn có tài làm tướng, ắt phải đọc khắp thi thư, biết rõ thành bại, trên thông thiên văn, dưới tưởng địa lý, chẳng một vật gì không biết, chẳng một vật gì không hiểu, há chỉ đọc thao lược mà thôi ư. Đăng Công bèn lấy từ trên giá sách trong quán ra mấy cuốn sách lục thao tam lược, bảo Tín đọc thuộc. Hàn Tín bèn từ đầu chí cuối, đọc thuộc như nước chảy, thao thao bất tuyệt. Lại lấy các sách âm dương, y bốc, bảo Tín đọc thuộc. Hàn Tín cũng chẳng chữ nào không nhớ, lại đem các loại binh khí ra hỏi Tín xem cách sử dụng thế nào. Hàn Tín lại đem căn nguyên của từng thứ binh khí cùng cách chế tác, sử dụng, nhất nhất trình bày, chẳng loại nào không biết. Đăng Công từ sáng tới trưa cùng nghị luận với Tín tới hàng trăm ngàn lời mà không có chút sai sót nào. Đăng Công nói, hiền sĩ thật là một bậc kỳ sĩ trong thiên hạ, cổ kim hiếm có vậy. Rồi lập tức giữ lại khoản đãi, hai người lại cùng nhau dung trò chuyện. Không biết Hàn Tín trong lòng còn bao nhiêu học vấn giỏi giang nữa, càng hỏi lại càng không hết. Đảng Công mừng lắm, nói, trong buổi chầu sớm mai, tôi sẽ tâu với Hán Vương, nhất định trọng dụng hiền sĩ. Tế nói, Minh Công chưa nên tâu cho Hán Vương biết vội, xin hãy đưa tôi tới gặp Tiêu tướng quốc. Hai ngài ước hội với nhau rồi, cùng gắng sức tiến cử cho, thì may ra Hán Vương mới biết coi trọng Hàn Tín mà được dùng vào việc lớn vậy. Đảng Công nói, hiền sĩ nói rất phải, tối nay tôi sẽ hẹn với tướng quốc, mời hiền sĩ tới gặp mặt, liệu rằng tướng quốc tất không dám coi nhẹ vậy. Tín bèn từ biệt Đăng Công quay về chỗ trọ. Lại nói, Đăng Công đến gần tối, thì sang phủ Tiêu Hà vào gặp, nói rõ mọi chuyện rằng, Hàn Tín đã bỏ Sở đến Bao Trung, nghị luận xuất chúng, học vấn uyên thâm, thực là bậc kỳ sĩ trong thiên hạ vậy. Hà nói, tôi cũng từng nghe tên Hàn Tín, người ấy vốn nghèo hèn, phải câu cá ở dưới sông Hoài, ăn nhờ cơm của phiếu mẫu, bị tên thiếu niên hung đồ sỉ nhục, cam chịu luồn qua dưới đũng quần, khiến người cả chợ đều cười. Về sau ông ta xách kiếm đến theo Sở, Sở cho là một chân chấp kích lang mà chưa từng trọng dụng, chỉ có Phạm Tăng mấy phen tiến cử, nhưng Hạng Vương không dùng. Chắc hẳn rằng vì Sở không dùng cho nên mới bỏ nơi ấy mà đến đây, chỉ e rằng Hán Vương cũng biết người này mà không trọng dụng vậy. Đăng Công nói, người này chỉ tiếc chưa được gặp thời, chứ nếu quả được trọng dụng thì nhất định có thể lập được kỳ công, liệu rằng sẽ chẳng phụ công tiến cử đâu. Hà nói, ngày mai xin mời ông ta tới đây gặp tôi. Đăng Công bèn từ biệt Tiêu Hà trở về.
chẳng hay việc gặp gỡ ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.